Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay kênh Home Việt Nam sẽ giới thiệu mọi người một sản phẩm lò vi sóng đến từ thương hiệu Electrolux với cái mã là MM20D 38GB. Thì đây là một mẫu lò vi sóng với dung tích là 20 lít. Thì như các bạn đã thấy trên thùng sản phẩm thì chúng ta sẽ có một cái màn hình hiển thị điện tử và một cái hàng nút bấm cũng như là phím điều khiển. Thì đây là mình thấy là một sự kết hợp rất là hoàn hảo, tại vì thứ nhất là mình có một cái màn hình hiển thị thì mình có thể theo dõi được cái vấn đề về thời gian, công suất cũng như nhiệt độ, nó sẽ chính xác hơn những cái phím điều khiển bằng cơ. Đó là cái thứ nhất. Và cái thứ hai thì nó cũng sẽ tiện lợi hơn trong cái vấn đề sử dụng. Thì các bạn có thể thấy đây có một điều đặc biệt là các phím ở đây nó sẽ là song ngữ luôn, cả và tiếng Việt cũng như là cả tiếng Anh. Thì khi mà người lớn hoặc là những người cha mẹ chúng ta sử dụng thì nó rất là dễ sử dụng ha, không có gây khó khăn cho những người lớn tuổi. Mở hộp sản phẩm ra thì ta sẽ có một cái máy như thế này ha, hoàn toàn không có một bất cứ một cái phụ kiện gì ngoài ra một cái máy như thế này. Thì mọi phụ kiện chúng ta thì nhà sản xuất họ sẽ để phía bên trong của lòng của lò vi sóng này ha. Thì thứ nhất chúng ta sẽ có một cuốn sách hướng dẫn sử dụng ha, và thứ hai là chúng ta sẽ có một cái khay ở đây ha. Thì khay bằng xốp thì chúng ta có thể đựng được, thứ nhất là cái dĩa thủy tinh và một cái phần bánh xe chúng ta gắn ở cái bộ phận dưới đây để mà có thể cái lò cái dĩa thủy tinh chúng ta có thể xoay được ha. Thì đây là tất cả những cái phụ kiện đi kèm cũng như là ở trong cái hộp sản phẩm của cái lò vi sóng Electrolux như thế này. Rồi thì ở đây chúng ta thấy được là thứ nhất là thiết kế của nó sẽ là màu đen ha, màu đen thì tay cầm của màu đen, đây mặt kính trước màu đen, thì ở đây chúng ta có thể nhìn xuyên như bên trong được ha. Rồi cái mặt ở đây ấy, mặt điều khiển ở đây thì ban đầu mình cứ nghĩ là nó sẽ là màu trắng, nhưng mà thực chất thì nó sẽ là một cái phần mặt inox phay xước. Rồi thì đây chúng ta có một cái màn hình hiển thị ở đây ha, một cái hàng phím ở đây và một cái nút điều chỉnh tăng giảm ha. Thì cái phím điều chỉnh tăng giảm này nó sẽ tăng giảm cả về mặt công suất cũng như về nhiệt độ hay là những chức năng ở trong đó, thì nó sẽ dùng cái phím tăng giảm như thế này. Rồi thì bây giờ mình sẽ đi chi tiết hơn về sản phẩm này như thế. Thì với cái hộp phụ kiện như thế này thì chúng ta sẽ có để mình mở ra. Ok, thì chúng ta sẽ có thứ nhất là phần dĩa, đây là phần dĩa thủy tinh. Rồi và thứ hai là nhóm bên này mình nói thì nó sẽ có một cái bánh xe như thế này ha. Thì mình sẽ đặt nó lên trên cái vòng ở trong máy. Rồi chúng ta sẽ có thể khi mà cái lò nó chuyển động á, nó xoay cái đĩa thủy tinh này thì nó cũng sẽ làm cái việc mà cái đĩa thủy tinh nó xoay nó dễ dàng hơn ha. Rồi thì ok, thì bây giờ mình sẽ bỏ vô bên trong cái lò để cho các bạn hình dung ha. Mình quay cái lò đây một xíu. Rồi ok. Rồi thì các bạn có thấy bây giờ mình sẽ đặt cái vòng này vô ha. Đặt vòng này vô thì các bạn có thể thấy là nó sẽ quay như thế này ha. Có cái bánh xe đây có thể quay. Rồi cái dĩa thủy tinh này thì các bạn thấy ở nó sẽ có cái khớp như thế này ha. Thì mình cứ đặt nó lên vô cái lò như thế này thôi, xoay cho nó vô cái khớp đó, vô cái khớp là được đó. Thì cái dĩa bây giờ nó sẽ xoay, khi lò hoạt động nó quay cái vòng ở dưới đây thì nó sẽ làm cho cái dĩa xoay và nó sẽ không có bị cà vô cái thành lò ha. Rồi ok, thì đó là mình cái cách mà mình lắp đặt bỏ cái dĩa vô cái lò. Rồi thì bây giờ mình sẽ đi chi tiết vô những cái chức năng, bốn chức năng ở đây. Thứ nhất là năng vi sóng, hâm nóng, tỏa đông và thực đơn tự động. Thì trước tiên chúng ta sẽ đi vô cái mức vi sóng. Thì cái mức vi sóng này theo cái công suất của lò sẽ là 800W. Như nãy mình có nói về cái mức vi sóng, ta sẽ có 5 mức vi sóng là 20, 40, 60, 80 và 100%. Thì nó sẽ tương ứng với 160W, 320W, 480W, 640W và 800W, tương đương với 100%. Đó thì nó sẽ là cái con số hiển thị ở đây nè, nó sẽ là B và 100 là nó tương ứng với 100% nha. 80 sẽ là 80%. Đó. Tương tự chúng ta sẽ có 40, 20. Đó, thì sẽ quay lại 100. Rồi thì để mà nhận diện làm sao chúng ta biết được cái chức năng nào, nếu ví dụ như ta bây giờ chúng ta không biết là nhấn vào cái nút nào rồi, thì chúng ta thấy ở đây có một cái biểu tượng vi sóng. Ha, thì ở trên cái màn hiển thị chúng ta cũng sẽ có một cái nút biểu tượng vi sóng. Rồi thì khi mà chọn cái mức công suất phù hợp rồi ha, chọn mức công suất phù hợp rồi thì chúng ta chọn đến cái bước là chọn về cái mặt thời gian ha, chọn về cái mặt thời gian. Rồi thì chúng ta sẽ xoay cái núm phía bên dưới này ha, theo cái chiều cộng trừ, và phía bên trái là cộng và trừ và phải là cộng ha, và sẽ cộng lên. Thì cái thời gian tối đa của chúng ta sẽ là tối thiểu là từ 10 giây và tối đa sẽ là 60 phút. Đó là trong cái khoảng thời gian mình muốn nấu trong khoảng công suất đó và trong khoảng thời gian bao lâu, chúng ta sẽ chọn ha. Thì sau khi mà chọn xong thì chúng ta sẽ nhấn vào cái nút khởi động ha, nút khởi động ở đây ha. Đó, cái nút này có hai chức năng, thứ nhất là khởi động nhanh đó, và thứ hai là chúng ta sẽ
xác nhận cái chức năng vi sóng đã chọn cái công suất bao nhiêu, chọn thời gian bao nhiêu, nhấn vào đây và để nó chạy cái máy. Rồi đó thì cái máy nó sẽ chạy, các bạn sẽ nghe cái tiếng của cái lò vi sóng. Rồi sau khi hoàn tất thì nó sẽ có tiếng âm thanh ha. Thì bây giờ mình sẽ thử ở một cái mức là 10 giây thôi cho nó đơn giản, nó nhanh. Đó, vi sóng nè, chọn mức 20 thôi ha. Rồi mình chọn về thời gian 10 giây và nhấn khởi động. Đó, thì bây giờ nó sẽ đếm ngược nè, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Đó, thì bây giờ đó, hết giờ nè. Đó, nó sẽ báo chữ N ở đây là kết thúc. Và nó sẽ có một cái tiếng beep đó kéo dài khoảng 3 tiếng beep để chúng ta có thể biết được là cái chu trình nấu đã hoàn thành. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ nói về chức năng tiếp theo là chức năng hâm nóng nè. Chức năng hâm nóng ở đây thì với chức năng hâm nóng á, thì giống như mình nói thì chúng ta sẽ chọn theo cái trọng lượng ha, trọng lượng thực phẩm. Nó chúng ta sẽ có 5 cái mức trọng lượng và thực phẩm chúng ta chọn đấy là 0.2 kg cho đến 1 kg. Đây, ta sẽ chọn đây, ta chọn ha. À, chúng ta chỉ nhấn một lần thôi nha. Với chức năng hâm nóng này nó khác hơn vi sóng một chỗ là mình chỉ nhấn một lần và mình chọn cái trọng lượng thực phẩm thôi. Còn cái việc về thời gian thì cái máy nó sẽ tự động tính toán, mình sẽ không có tác động vô. Ví dụ bây giờ mình chọn là thử 20 đi ha, khởi động đây. Đây là 2 phút 20 giây. À, đây ví dụ như đồ ăn mà mình nấu rồi qua ngày hôm sau mình muốn hâm nóng là sáng nấu mà chiều nó không nóng lại thì mình chọn chức năng hâm nóng đi ha. Thì nó thì khi mà mình chọn cái trọng lượng thì nó sẽ tự tính ra cái mức thời gian phù hợp với mình. Bây giờ mình sẽ thử ở cái trọng lượng là 1 kg coi. Đó. Nó sẽ là 8 phút 40 giây. À, đó nó sẽ tự động tính toán cho mình luôn. Thì mình nghĩ khi mà nó hâm như vậy á thì nó sẽ tùy theo cái mức nhiệt độ và cái trọng lượng thì nó sẽ tính toán cái mức công suất cũng như cái thời gian phù hợp. Đó, để cho mình nó có thể là hoàn thành cái chu trình hâm nóng của chúng ta. Rồi, để ngưng thì chúng ta sẽ nhấn một lần, nó sẽ đứng lại ở ngay cái màn hình này nha. Luôn mình phải luôn nhấn hai lần, mình sẽ bấm một lần nữa, nó sẽ quay lại cái màn hình hiển thị cái thời gian. Cái đây cách là một cái đồng hồ hiển thị thời gian. Hiện thực tế của chúng ta. Rồi, tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ có cái chức năng rã đông. À, thì chức năng rã đông này á thì chức năng rã đông này thì mình cũng sẽ có ba cái mức, ba cái mức lựa chọn. Thì bây giờ mình sẽ nhấn rã đông đúng không? Đó, cái biểu tượng rã đông ở đây nè, nó cũng sẽ trên màn hình ở đây ha. Đó, D1 thì nó sẽ là rã đông với thịt, ví dụ như thịt heo, thịt bò gì đó. Rồi thì cái trọng lượng tối thiểu của nó có thể rã đông được là 0.1 và tối đa là 2 kg. Tối đa là 2 kg. Thì đó, còn D2 và đây D2 mình sẽ có 3 chức năng, D1, D2, D3. D2 thì nó sẽ là rã đông với cái thịt gia cầm, thịt gia cầm như thịt thịt gà nè, thịt vịt. Đó, những thịt nói chung gọi chung là gia cầm. Thì chúng ta sẽ có cái mức khối lượng dao động từ 0.2 cho đến 3 kg. Và thứ ba là D3 sẽ là với hải sản rã đông. Thì hải sản thì nó sẽ giới hạn cái tối thiểu của mình là 0.1 và tối đa chỉ là 0.9 kg thôi. Thì cái mình nên nhớ cái trọng lượng này để mà chúng ta chọn cho phù hợp. Rồi thì khi chọn D1, D2, D3 rồi thì cái nút cộng trừ nè, chúng ta sẽ chọn cái mức trọng lượng phù hợp ha. Thì ví dụ như ở đây mình cái này đi, mình chọn rã đông D1 đi ha. D1 thì nãy mình nói là thịt heo, thịt bò từ 0.1 cho đến 2 kg. Thì bây giờ mình sẽ xoay ha, 0.1 nè, đó, đến 2 kg là tối đa. Và mình xoay một lần nữa nó sẽ quay về 0.1, hoặc là mình xoay ngược lại nó ra 2 kg lại ha. Đó, đây là nút. À, cái rút này rất là hay. Rồi đó, mình chọn, sau khi mình chọn cái loại thịt rồi, loại thực phẩm rồi mình chọn, mình vặn cái núm xoay này để mình chọn cái khối lượng rồi, thì mình nhấn vào nút khởi động thì nó sẽ tự động tính được cho mình cái khoảng thời gian cũng như cái công suất phù hợp để mà cái máy nó tiến hành quy trình rã đông như mình mong muốn. Rồi bây giờ mình ngưng khóa ha. Đó, thì tương ứng với cái D2 là D2 nè, mình nhấn hai lần nha. Ngay lúc đầu mà đó, bây giờ mình đang ở cái trạng thái mặc định nè. Khi mở máy ha, mình nhấn rã đông là vô D1, nhấn thêm một lần nữa là vô D2, nhấn thêm một lần nữa là vô D3. Còn muốn chọn khối lượng thì mình sẽ dùng cái vòng xoay dưới đây. Rồi bây giờ mình quay lại D2 nha. Rồi thì D2 chúng ta sẽ có là thịt gia cầm dao động từ 2 cho đến 3 kg. Thì chúng ta sẽ xoay cái núm ở đây nè, đó, 0.2, mình lỗi nha, 0.2 và 2
0.2 cho đến 3 kg, thì bây giờ mình quay ngược lại nè, là 3 đúng không? Đó, mình giảm xuống, giảm cho đến 0.2. rồi thì sau đó thì chúng ta cũng nhấn vào nút khởi động để bắt đầu tiến trình rã đồng đối với thịt da cầm. Rồi thì bây giờ mình sẽ tiếp tới cái D3 là cái hải sản. Thì hải sản họ cũng sẽ giới thiệu giới hạn cho mình là từ 0.1 cho đến 0.9 nè. Đó, 7, 8, 9. Đây, đó, nhấn một lần nữa quay lại 0.1 tiền đó. Thì mình nhấn khởi động đây, nó cũng sẽ tự động tính thời gian phù hợp với cái trọng lượng cũng như là cái loại thực phẩm mà mình đã chọn, tương với D1, D2 và D3. Đó, thì mình thấy nó cũng không có gọi là quá phức tạp đâu. Thì các cha mẹ hoặc là những người lớn tuổi họ chỉ cần xài một vài lần họ sẽ nhớ thôi. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ có một chức năng là chế độ tự động, thì nó sẽ bao gồm 7 phần, bao gồm từ A1 cho đến A7 ha. Thì cái này mình sẽ để cái sách ở đây ha, sách hướng dẫn. A1 sẽ là bắp rang, bơ, A2 sẽ là đồ uống, A3 pizza, A4 là khoai tây, A5 rau củ, A6 là thịt, A7 là sẽ là cá. Thì mỗi cái này nó sẽ có khối lượng riêng ha, mỗi khối lượng riêng. Đó, khối lượng riêng đây, thứ nhất là đồ uống thì 1-2 ly 3 ly, đó, mỗi ly khoảng 200 ml nha, họ có ghi rõ ở đây. Đó, rồi pizza thì 1-2 chiếc, đó, thì nó có khối lượng rõ ở đây. Thì bây giờ mình thử ha, vô thực đơn mình chọn A1 thì bắp rang bơ nó chỉ có 0.1, nó chỉ có duy nhất 0.1 thôi, nó không có hơn nữa, nên là các bạn sẽ thấy là chúng ta chỉ không có thể xoay được, và chúng ta nhấn khởi động là xong, nó sẽ chạy trong 2 phút 10 giây. Này mình cứ nhấn lộn cái nút khởi động này hoài. Đúng rồi, mình sẽ nhấn ngưng một lần, xong nhấn thêm một lần nữa xóa thì nó sẽ quay lại cái màn hình này. Rồi bây giờ mình sẽ vô cái chức năng là đồ uống đi ha. À, đây A2 là đồ uống nè. Đó, mình sẽ nhấn 1 ly 2 ly 3 ly đó. Đâu, nó cũng chỉ giới hạn cho mình ở cái mức này thôi. Còn ví dụ nếu mình cố tình bỏ hơn nữa thì mình nghĩ là nó có thể là chưa đến cái mức mà nó có thể là ví dụ như làm nóng đồ uống thì nó chưa đến mức làm nóng được. Tại vì ví dụ mình bỏ hơn cái số lượng mà người ta quy định. Đó. Nó cũng mình nghĩ là chúng ta nên tuân thủ theo cái quy định họ có ghi rõ trong đây. Còn trường hợp chúng ta bỏ hơn nữa thì chúng ta nên làm lại 1-2 lần đó, ví dụ như 4 ly thì nó là hàm 2 lần đi chẳng hạn đó, để cho nó ra kết quả phù hợp, chứ đừng có cố ví dụ mình chọn 3 ở đây nhưng để trong đó 4 ly chẳng hạn thì không thể nào mà nó nóng theo đúng cái như nhà sản xuất họ đưa ra được ha. Thì mình các bạn nên chú ý. Bây giờ mình nhấn lại ha. Rồi bây giờ mình tới ha. Bây giờ mình ví dụ tới cái thịt cá đi ha. Thì nó từ 0.1 có những năm đó. 6. Nè, 6 là thịt cá. 0.1. Đúng không? Đó, nó cũng giới hạn đúng như đó thôi. Và ở đây nó cũng sẽ ghi cho mình là kilogram như đây ha. Rồi bây giờ mình sẽ thử một cái là pizza đi ha. Pizza là A3, pizza là A3. Đó, pizza là A3. Đây, một cái pizza, hai cái pizza. Nhìn vô cái khoai tây. Khoai tây là A4 nha, khoai tây là A4. Đâu, nó cũng đúng như cái người ta ghi trong đây là 0.45 và 0.65 kg thôi. Đó, thì chúng ta chọn cái mức chức năng và cũng như là cái khối lượng nó phù hợp thì nó sẽ tự động tính ra chúng ta cái khoảng thời gian phù hợp để mà có thể làm chín thức ăn. À, thì ví dụ như bạn chọn có 0.65 kg cho cái khoai tây này thôi, nhưng mà bạn để 1 ký vô thì chắc chắn là nó sẽ không chín được hoặc là không được giống như chúng ta mong muốn, nên là chúng ta phải giảm nó xuống cho đúng ha. Hoặc là còn nếu bạn không muốn nữa thì các bạn sẽ có chức năng là chúng ta có một chức năng vi sóng rồi ha, mình chọn công suất nè 80% đi, bạn chọn thời gian nè đó, rồi bạn nhấn khởi động đây thì nó sẽ chạy tới cái khoảng công suất đó, thời gian đó như bạn muốn. Còn ví dụ như cái thời gian cái thực đơn tự động là gì, nó sẽ là một cái nhanh thôi, làm nhanh chúng ta đỡ phải mất thời gian chỉnh. Ví dụ như bạn không biết là ví dụ như thịt cá đi với lại nửa ký thì nó khoảng thời gian bao lâu thì mình chọn ở đây 6 đi, ví dụ đây là thịt đi nửa ký, đây mình không biết thời gian bao lâu thì mình nhấn ở đây, nó sẽ cho mình biết là khoảng 7 phút. Nhưng mà trường hợp là nếu khoảng 7 phút thì ở đây cái công thức người ta đưa ra nó cũng sẽ không chính xác 100% nha các bạn. Bạn phải nấu qua, ví dụ như tại vì mỗi môi trường khác nhau nó sẽ có cái mức khác, cái mức thời gian khác nhau. Ví dụ như ở xứ lạnh thì nó sẽ cần thời gian lâu hơn, ở xứ nóng thì sẽ cần thời gian nhanh hơn, ví dụ vậy. Mình không nói chính xác nha 100% nha. Đó thì nên mình nên nấu qua một vài lần
thì mình sẽ biết được là cái khoản chính xác nó sẽ là bao nhiêu. Rồi thì tiếp theo nữa chúng ta sẽ có một chức năng là đây chúng ta sẽ có một chức năng là chức năng khóa cho em. Khóa cho em thì trường hợp chúng ta không muốn nó bấm lung tung ở đây, chúng ta sẽ bấm xóa ở đây, đừng ở đây ha. Thì các bạn có thể để ý ở đây có một cái biểu tượng hình ổ khóa và 3 giây. Có cái biểu tượng khóa và 3S là 3 giây, thì mình sẽ nhấn giữ cái nút này trong vòng 3 giây. Thì trên cái màn hiển thị nó sẽ hiển thị một cái biểu tượng khóa đây, chúng ta sẽ không thể bấm được. Bấm sẽ kêu thôi, nó không có cho chúng ta chọn chức năng. Chúng ta muốn hủy thì chúng ta sẽ nhấn 3 giây để khóa và mở khóa. Rồi đó là xong. Rồi thì thêm một cái nữa là chúng ta sẽ có cái, bạn thấy không, cái đồng hồ hiển thị ở đây. Thì chắc gì mua về đã giống với đồng hồ mình, và chắc chắn luôn là cái tỷ lệ mà sau khi bạn mở máy lên nó giống cái thời gian hiện tại rất là hiếm. Thì nó sẽ cho chúng ta một cái cách để chỉnh thời gian. Thì sau khi mở máy lên chúng ta sẽ nhấn vào nút đã đông này nè. Đó, bạn nhấn vô cho đến khi nào nó hiện cái biểu tượng đồng hồ trên màn hình. Đó, và nó chớp vô cái này. Đó, chớp cái này là giờ nha. Đó, bạn chỉnh đi. Đó, 24 giờ. Thì bây giờ mình đang là 1 giờ bao nhiêu phút ta? Mình cho là 1 giờ 55 phút. Đó, đúng không? Đúng rồi. 1 giờ 55 phút nè. Đó, thì bây giờ mình ví dụ rồi mình nhấn giờ xong đúng không? Mình để một thời gian nó tự động mất nha, nó tự động nhận. Rồi bây giờ mình nhấn lại nha. Đó, 1 giờ nè, 2 giờ đúng không? Rồi bây giờ mình tính để trước là 2 giờ đi. Coi như là 2 giờ đi. Rồi mình nhấn thêm một lần nữa, nó sẽ qua cái phút mình sẽ chỉnh. Đó, mình chỉnh về cái thời gian mình mong muốn bao nhiêu phút đó, thì mình nhấn thêm một lần nữa thì nó sẽ ghi nhận. Đó, bạn muốn chỉnh lại thì bây giờ mình chỉnh lại 1 giờ 56 đi. Hiện tại bây giờ là 1 giờ 56. Thì ấy 13 giờ 56 phút chứ. Đó, thì mình sẽ quay nè. 13 giờ. Nhấn một lần nữa qua phút, chỉnh lên là 56. Rồi mình nhấn một lần nữa để xác nhận. Đó, theo sau khi cái biểu tượng mà cái đồng hồ ở trên màn hình nó mất đi, coi như nó xác nhận. Hiện tại bây giờ là 1 giờ 56 phút rồi. Rồi, thì mình nói thêm một chút nữa về cái chức năng khởi động ha. Rồi chúng ta sẽ nói về một cái chức năng rất là hay, mình thấy rất là hay, nó giống như một cái lò nướng của Bosch luôn, một lò vi sóng, một lò nướng của Bosch. Nó có chức năng là hẹn giờ, hẹn trễ. Thì có nghĩa là mình muốn hẹn đến mấy giờ đó thì nó mới bắt đầu khởi động lên đó. Khởi động lên để nó chạy thì chúng ta sẽ có cái cách mà cấu hình ở đây. Thì ở đây chúng ta sẽ có chức năng bổ sung nè, tức là khởi động chế độ tự động, chức năng trì hoãn và chế độ nấu theo chuỗi. Đó, thì ở đây họ cũng có ghi ở đây. Thì tí nữa mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn, để các bạn có thể, nếu các bạn muốn thì chúng ta có thể sử dụng chức năng này. Nhưng mà đây là một cái hướng dẫn thêm thôi nha, chứ còn thực tế mình thấy trong quá trình sử dụng của ở gia đình mình đó, thì ít khi nào mình xài những cái đó lắm. Thật chứ mình không cần đến mức mà mình nên xài chức năng trì hoãn hay là chức năng nấu theo chuỗi gì đó. Nó rất là thật chứ, nó rất là cao siêu, gọi là đúng gọi là cao siêu trong nấu ăn thì mình không cần thiết cái đó. Nhưng mà mình cũng sẽ hướng dẫn thêm. Rồi thì bây giờ trước mắt mình sẽ đi về cái chức năng khởi động trước ha. Thì chức năng khởi động chúng ta sẽ có, thứ nhất là khi mà ngay lúc mở máy lên chúng ta bấm nút khởi động nhanh. Nó sẽ lên công suất vi sóng sẽ là tối đa là 800W, và mỗi lần mình nhấn sẽ tăng lên 30 giây chứ không phải là đếm ngược lại, và nó đếm ngược lại cho đến hết chu trình. Rồi các bạn muốn quỷ cái này đi thì bạn nhấn một lần ngừng, nhấn một lần nó xóa thì nó sẽ quay lại cái màn hình này. Chờ nó như thế này, quay màn hình hiển thị thời gian và chờ. Tiếp theo là về cái thông số kích thước của lò ha. Thứ nhất thì lò sẽ có ba kích thước về chiều ngang và chiều cao và chiều sâu. Thì chiều ngang của lò sẽ là 451 mm, chiều sâu sẽ là 339 mm và chiều cao sẽ là 258 mm ha. Thì đây là kích thước của lò để cho các bạn có thể là đặt, và nghĩa là bạn khi bạn biết kích thước thì bạn sẽ lựa chọn được cái loại lò cũng như là lựa chọn được cái khu vực mình để lò phù hợp. Rồi thì mình xin nói thêm một cái vấn đề nữa về cái công suất của lò vi sóng ha. Thì các bạn mình có nói về công suất vi sóng sẽ là 800W. Công suất của vi sóng của lò sẽ là 800W. Nhưng mà thực tế công suất của nhà sản xuất họ đưa ra, họ có một cái tem ở đây, thì là 1280W. Đó sẽ là công suất tổng, công suất tiêu thụ của lò.
đó. Còn cái riêng cái phần vi sóng thôi thì nó sẽ có 800W thôi, còn tổng công suất tiêu thụ điện của lò sẽ là 1280W. Thì tại sao nó sẽ có một cái sự chênh lệch như thế? Thì vi sóng thì nó chỉ riêng một cái phần vi sóng thôi, còn chúng ta sẽ có một cái phần riêng nữa, ví dụ như màn hình hiển thị nè, rồi quạt tản nhiệt của lò, hoặc là đèn, hoặc là cái một cái motor xoay để xoay đĩa bên trong lò. Thì đó nó sẽ cấu thành ra một cái mức công suất tổng tiêu thụ của lò sẽ là 1280W. Còn các bạn đang nghe hoặc là trên hãng Electrolux họ cũng công bố chỉ là công suất vi sóng sẽ là 800W thôi, chứ họ không nói về cái công suất tổng của lò. Nhưng mà đây trong cái tem nói về công suất là giống như mình nói là 1280W đó. Thì để mình giải thích cho các bạn hiểu là tại sao công suất vi sóng 800W và nhưng mà cái tem này ghi là công suất tổng công suất của lò sẽ là 1280W. Thì để các bạn có thể hiểu hơn về sản phẩm cũng như là mình không có thắc mắc là tại sao trên đây ghi 1280W nhưng mà cái lò vi sóng, công suất vi sóng chỉ có 800W thôi. Đó, thì mình ở đây mình giải thích các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video hướng dẫn sử dụng và giới thiệu lò vi sóng Electrolux EM20D38GB của Kinh Hoàng Việt Nam. Thì các bạn thấy video này hay, hữu ích, hãy nhấn like và chia sẻ để mọi người cùng biết đến.